Và nếu như các bạn thấy thích những video của mình thì nhớ nhấn nút like và nhấn đăng ký để mình sẽ có thêm động lực để làm ra những video mới. Và đồng thời đó các bạn sẽ nhấn vào cái quả chuông để có thể nhận được những thông báo về những video mới nhất của mình. Ok và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel mình. Dạ và mình lại đó. Yeah. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là top 5 những cái sự thật mà có thể các bạn chưa bao giờ để ý khi chơi Minecraft. Thì đây, trước mặt các bạn đây đó là một cái khung cảnh cực kỳ nhá, phải nói là cực kỳ đẹp. Đó. Và ở tầm khoảng điều thứ 3, mình hướng dẫn các bạn về cái cách để có thể tìm ra được cái thế giới này. Đấy, nhìn trông như kiểu tiên cảnh luôn. Thì trước hết chúng ta sẽ đến với một cái vài cái sự thật về đĩa nhạc. Thì đĩa nhạc luôn có một cái tỷ lệ xuất hiện vào khoảng 20%. Tất cả những tỷ lệ xuất hiện đấy đều vào khoảng 20%. Nó sẽ xuất hiện ở những cái khu vực, mấy cái khu vực như kiểu ngục tối đấy, ở dưới lòng đất. Và những cái khu vực như kiểu hòm kho báu. Đấy. Nhưng mà nó xuất hiện ở hòm kho báu thì chắc đĩa nhạc sẽ là một cái thứ gì đấy nó quý giá lắm đây. Đấy. Nhưng mà có một cách khác để có thể lấy được cái đĩa nhạc, đó là các bạn sẽ chuẩn bị một con skeleton và một con creeper. Và các bạn đặt thẳng, các bạn phải cố định hai con lại nhá. Sau đó các bạn đứng trước mặt con creeper, sao cho cả ba thằng nhá đều phải song song với nhau, cùng nằm trên một đường thẳng luôn. Rồi. Sau đó các bạn sẽ ghi là game mode không. À không, các bạn có thể làm được ở điều này đấy. Các bạn hoàn toàn có thể làm được cái điều này ở trong chế độ sinh tồn. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi khó. Đấy. Các bạn sẽ cố gắng làm sao cho con creeper, à không, làm sao cho con skeleton nó sẽ tấn công con creeper như vậy. Các bạn có thể tấn công con creeper nếu muốn, nhưng mà các bạn phải để dành phát cuối nhá cho con skeleton. Thì cái phát cuối cùng đấy nó sẽ quyết định các bạn có lấy được cái đĩa nhạc hay không. Ồ, và chúng ta lấy được rồi này. Ồ. Và đây là cái đĩa nhạc C418W. Thật sự mình chưa có nghe cái đĩa này bao giờ. Mà cơ bản đấy, mấy cái đĩa nhạc thì cũng chẳng có gì hay cả. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái sự thật về phiên bản Minecraft P. Phiên bản Minecraft B hay là P đều được nhá. Thì phiên bản này nó đã xuất hiện một thứ cực kỳ thú vị, đó là cấu trúc. Yeah. Nhưng mà gấu trúc sao, con này là con gì đây? Gấu trúc có con màu xám à? Đây chúng ta sẽ tạo ra một đống này. Có con gấu trúc con này. Kawaii vãi. Vãi các bạn ơi. Con gấu trúc nó vừa lộn kìa. Oh my god. Nhưng mà sao con gấu trúc này lại có cái môi hồng hồng, còn con mấy con khác thì không. Nó còn nằm ngửa lên này. Oh my god, kawaii vãi. Oh wow. Oh I love this. Wow. Còn con gấu trúc này nó đang làm gì đây? Mình có được thể đưa cho nó một ít tre được không? Ăn đi gấu trúc. Yeah. Vậy là Minecraft, không biết Minecraft PC có chưa đấy. Nhưng mà thực sự cái điều này nó thật ra đấy là nó không tồn tại trong cái video mình đâu. Mà mình mới phát hiện ra cái điều này cách đây khoảng vài phút thôi. Đó, và các bạn sẽ thấy là con gấu trúc này, oh my god, nó đang kiểu đứng lên nhìn trông thật sự rất là cute luôn nhá. Đó, các bạn nhìn này. Đấy, nó kiểu đứng lên ăn tre ấy. Đó. Oh my god. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái thế giới mà ở đấy cái gì cũng bị phóng đại ra. Thậm chí là bị phóng đại ra đến mấy chục lần luôn nhá. Những cái ngọn núi cao xuyên mây, những cái động cực kỳ lớn mà các bạn chưa bao giờ thấy ở bất cứ nơi đâu. Thì đây, cái điều này đấy chỉ có ở trên PC. Còn nếu mà các bạn muốn điều này ở trên Minecraft P đấy, thì các bạn sẽ phải tải map mới có được cái điều này. Thì đầu tiên đấy, các bạn sẽ bấm vào
Create New World. Rồi các bạn sẽ bấm vào mục Open. Và các bạn nhìn kỹ cái phần World Type nhá. World Type. Các bạn sẽ chọn thành 1, 2, 3. Các bạn sẽ thấy là World Type phóng đại. Cái này có nghĩa là phóng đại nhá. Chú ý, cái này chỉ tạo ra cho vui và yêu cầu một cái máy tính cực kỳ trâu. Yeah. Ok, máy tính mình chắc là đủ trâu rồi đấy. Rồi mình sẽ bấm chọn chỉnh sang chế độ sáng tạo và bắt đầu tạo thế giới. Thế giới này ban đầu tạo đấy, nó sẽ cực kỳ lâu. Nó sẽ lâu hơn thế giới bình thường khoảng tầm 5-6 lần. Đấy. Như bình thường đấy thì chắc bây giờ xong rồi đấy. Nhưng mà ở cái này nó sẽ mất một thời gian để load. Rồi. Và ô, các bạn sẽ thấy vừa mở mắt luôn nhá. Các bạn ạ. Đó. Đây là một thế giới phải nói là cực kỳ lớn. Và những ngọn núi thì cực kỳ cao. Đây. Nó cao, thực ra là cao xuyên mây rồi đấy. Nhưng mà có lẽ là các bạn không thấy thôi. Đây. Wow. Oh. Wow. Đây thì đây là một cái mình sẽ tạm gọi đây là hoa đá. Một cái cột đá bé tí và nó trồng được lên tít trên đây. Đó, một cái sự một cái điều thật sự mình không thể hiểu làm sao nó có thể làm như vậy. Chắc đấy là lý do mà nó có cái lòng kiểu chú ý đấy, là nó sẽ bảo là đây hình như là một cái thế giới chỉ tạo ra cho nó kiểu vui thôi. Chứ thực sự thì thế giới này không thể dùng để sinh tồn. Mà mình nghĩ sinh tồn trong thế giới này mình nghĩ chắc khá là thú vị đấy. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thử bấm F3 này. Và sau khi mình bấm F3 thì tọa độ hiện tại của mình đang là 233. Nghĩa là nó đã cao hơn mây rồi đấy. Cái độ cao của mây thực ra nó chỉ đến 128 thôi. Mà chúng ta đang ở độ cao 224 rồi. Đấy, đã lên 224 block rồi đấy. Đó, một trong những cái nơi cao khủng khiếp trong Minecraft. Và ngoài cái sự tất cả mọi thứ đấy đều bị phóng đại ra, thì những nơi ở đây, đó các bạn sẽ thấy là mọi thứ đều rất là đẹp. Đấy, nhìn trông nó cực kỳ hùng vĩ. Oh, yeah. Oh, chúng ta có thể thấy bóng của chúng ta ở tít đằng kia kìa. Oh, hello. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một vài sự thật về con Rounder. Thì Rounder đấy là một cái sinh vật thuyền sống dưới nước. Và có một cái tỷ lệ nhất định đấy là trên tay nó sẽ cầm một cái thương. Nhưng mà cái bí mật ở đây đấy lại nằm ở cái thương. Đây, thì khi mà mình spawn một con dân làng thì nó sẽ cố gắng để phi chết con dân làng đấy. Đây là điều tất nhiên rồi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Hơi lỗi kỹ thuật tí, các bạn thông cảm. Đây. Are you flipping kidding me? Nào. Đúng rồi. Trượt rồi. Cố lên. Phát nữa thôi. Trượt rồi. Wow, các bạn thấy không? Một cái sự thật khá là thú vị về con Rounder này. Đó là khi mà các bạn cho một con Rounder đấy với một cái thương, và nếu nó phi chết một con dân làng thì con dân làng này sẽ trở thành thây ma. Chứ nó không cần cận chiến luôn nhá. Nó dùng thương mà nó vẫn có thể dùng thương phi chết một con dân làng và biến nó thành một con thây ma. Đây là một cái điều thật sự mình không thể hiểu được cái điều này. Và ở điều cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với một cái thứ mới cũng vừa được xuất hiện trên Minecraft P 1.8. Thì đây là một cái mình nghĩ đây là một cái ghế đấy, nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn có thể vẫn chưa có thể ngồi được lên nó nhá. Và có một cái điều đặc biệt đấy là khi mà các bạn bấm Shift thì nó sẽ bị thọt xuống. Đấy. Thật sự mình không hiểu cái này để làm gì nữa. Có lẽ là trên trong cái phê đây mới là phiên bản beta đầu tiên thôi, nên cái này nó vẫn chưa có được hoàn chỉnh. Đấy. Nên mình nghĩ sau này cái này mình nghĩ để cái ghế đấy, cái này nó sẽ được cập nhật tốt hơn. Đấy. Thì thật ra đấy, mình đã xác định được đó là Minecraft P là phiên bản Minecraft cập nhật sớm nhất.
về những cái con gấu trúc, những cái thành tre và cái ghế điên này. Thật sự mình cũng chưa có biết cái ghế này là cái ghế gì nữa. Nhưng mà hiện tại mới chỉ có thế thôi nhá. Chứ chúng ta thật sự vẫn chưa có cái gì khác cả. Đây, thì mình đã thử tìm một loạt và nó mới chỉ có ba cái thứ này là mới. Đấy, ngoài với lại một cái cây tre nữa. Ngoài ra đấy thì nó cũng chẳng có thay đổi gì nhiều. Rồi. Đấy. Và nếu mà các bạn thấy thích cái video này của mình thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật cái video nhất. Và cũng như là đồ mình ok. Bye bye.